Thành phố Thủ Đức chào đón King Brown Infinity, tâm điểm kết nối hoàn mỹ. King Brown Infinity, tâm điểm kết nối hoàn mỹ của đô thị phía Đông. Vị trí đắc địa luôn là chìa khóa then chốt để một dự án bất động sản lọt mắt xanh khách hàng. Bởi lẽ, căn nhà vừa là nơi để ở, vừa là một khoản đầu tư về lâu dài. Đặc biệt, tại nơi đất chật người đông như thành phố Hồ Chí Minh, thực tế đã chứng minh từ năm 2015 đến nay, giá chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến mức tăng gần như liên tục, trung bình khoảng 15-20% mỗi năm. Điều này lý giải vì sao những dự án mới nằm ở vị trí tâm điểm kết nối như King Brown Infinity nhanh chóng thu hút sự chú ý của những nhà đầu tư sành sỏi, tọa lạc trên trục đường Võ Văn Ngân, Sầm Úc. King Brown Infinity chỉ cách Vincom Thủ Đức, ga Metro và trung tâm thương mại Gigamon vài phút di chuyển. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến vùng 1 khu công nghệ cao, trung tâm tài chính Thủ Thiêm và làng đại học chỉ trong vòng 10-15 phút. Điểm cộng về vị trí mang đến sự thuận tiện cho cuộc sống đô thị bận rộn khi thời gian, công sức di chuyển được giảm thiểu tối đa. Mặt đường Võ Văn Ngân nơi King Brown Infinity tọa lạc là một trong những con đường tấp nập của thành phố Thủ Đức với mật độ dân cư đông đúc. Tuyến đường này là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh, giải trí nhộn nhịp. Nhờ đó, King Brown Infinity được thừa hưởng vô số tiện ích có sẵn như chợ dân sinh, trung tâm y tế Thủ Đức, trung tâm thương mại, vân vân. Trong bối cảnh tấp đất tấp vàng như hiện nay, vị trí đắc địa của King Brown Infinity chính là bảo chứng vàng cho tiềm năng sinh lời không giới hạn của dự án. Biểu tượng mới của thành phố sáng tạo, kiệt tác đương đại kiến tạo chuẩn sống không giới hạn. Không chỉ tọa lạc vị trí đắc địa, kiệt tác đương đại King Brown Infinity còn sở hữu nhiều mảng ghép nổi bật không thể bỏ qua. Ấn tượng thị giác đầu tiên của dự án là kiến trúc bề mặt với những đường cong mềm mại, được lấy cảm hứng từ đường nét đương đại của phong cách kiến trúc, lấy cảm hứng từ các công trình của Zaha Hadid. Đi vào khu vực trong, cư dân và khách tham quan sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước không gian xanh mát của thương phố, được lấy cảm hứng từ sân bay Changi, Singapore, nơi tích hợp khu thương mại 14.000m² và mảng xanh 12.000m². Chuẩn sống không giới hạn tại King Brown Infinity cùng thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. Với hơn 25 tiện ích nội khu, dự án mang đến bộ sưu tập trải nghiệm 5 sao, hồ bơi phong cách resort, phòng tập ngoài trời, phòng sông hơi, nơi thưởng thức xì gà và rượu, khu vực vui chơi trẻ em với nhiều chủ đề, nhà hàng trên cao, vườn trên không, khu vực làm việc chung, vân vân. Đáng chú ý, dự án được quản lý vận hành được tập đoàn The Accord Limited, thương hiệu nhà điều hành đến từ Singapore, kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn nhất thế giới. Với vị trí tâm điểm, thiết kế đương đại tinh tế, tiện ích vượt trội, King Brown Infinity là một biểu tượng mới của chuẩn sống không giới hạn. Dự án từng nhận nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực bất động sản như dự án phức hợp tốt nhất và thiết kế kiến trúc căn hộ chung cư cao cấp xuất sắc nhất tại Property Guru Việt Nam Property Award 2022, dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam năm 2021 tại giải thưởng Dot Property Việt Nam Award 2021. King Brown Infinity là dự án bất động sản phức hợp chung cư cao cấp đầu tiên của BCG Land được The Accord quản lý. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng Apollo và Artemis với 729 căn hộ cao cấp. BCG Land là thành viên chủ chốt của tập đoàn đa ngành Bamboo Capital với hơn 70 công ty thành viên và liên kết. BCG Land tập trung vào phân khúc bất động sản, nhà ở đô thị, nghỉ dưỡng và khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực tiềm năng trên toàn quốc. BCG Land hướng đến mục tiêu nằm trong top 5 nhà phát triển uy tín nhất Việt Nam đến năm 2026. Dự án King Crown Infinity ngày khai trương nhà mẫu sẽ vào tháng 10 năm 2024 và dự kiến ngày mở bán vào tháng 11 năm 2024. Loại hình sản phẩm gồm có căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ, Sky Villa và Penthouse. Dự án King Crown Infinity ngày khai trương nhà mẫu dự kiến là vào tháng 10 năm 2024, ngày mở bán sẽ vào dự kiến tháng 11 năm 2024. Loại hình căn hộ sản phẩm. Loại hình sản phẩm gồm có căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ, Sky Villa và Penthouse. Sky Villa và Penthouse.